mọi người hãy bấm vào nút mua. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Tự nhiên lồ đấy gồng lên tí hả, mình đang quay mọi người cắp cắt lại đó. Ô, quên à, cắp cắt à. Những cái tích cực chưa, cố chuyện xinh đẹp đấy mình. Ngay mà anh sẽ phải mà quên liến mà. Giờ đang quay chuẩn bị khu game mới đi. Thì thôi đi cái tí à, tí bên khác cái tí này. Chán thật. Thì sẽ bọn mình sẽ nghỉ nhá. Mày đi, xin chào tất cả các bạn nhá. Chị Hùng xinh đẹp đã quay trở lại đây rồi. Ok. Chị Hùng ơi, chị có dùng lăn đách không? Có chứ. Sao chị con gái mà chị cũng dùng lăn đách ạ? Phải dùng cho nó quyến rũ chứ. Lần này đua cho mày hôm được anh em mình cả nhà ai cùng bị Covid cả mọi người. Đầu tiên là Quang Dũng này, xong đến là anh với anh Tiến làm cùng một lúc. Anh với mình và anh Tiến bị cùng một lúc này. Bây giờ là đến Lính Vi Liệp này. Xong tất cả mọi người sẽ bị vì Covid đó, nó không phải vì họ đấy, nó bị họ ở dưới này. Ngay cái vùng phổi này. Mặt đau tất cả mọi người, nhưng mà máy là anh em mình là đều tiêm vaccine cả rồi. Nó chỉ bị nhẹ hơn. Bị nhẹ. Nhưng mà mệt lắm. Mệt cực kỳ mệt luôn. Tưởng chết đấy. Hôm nay là bọn mình cố gắng lắm đấy mọi người ạ. Chứ anh Hùng cũng mới sập nguồn mới dày đấy. 3 hôm năm ở nhà. Năm sập nguồn 3 hôm luôn ạ. Anh ơi. Hai đơn 300k nhưng mà hai món khác nhau. Được nhá. Thích mua cái gì cũng được trong hoa phút. Có thể mua gà, mua heo, mua bò, mua mực, mua gì cũng được. Chỉ cần trên 300k là sẽ được tặng một hộp khô gà thôi. Thôi, lên 30 suất là lăn nách nha. Đây, giá niêm yết là 320k. Hôm nay cho anh Hùng phát giá bao nhiêu? Và hôm nay chỉ còn 199k. 199k nha mọi người ơi. Nhanh nào mọi người, ngồi nhanh nào để anh em mình có đi nghỉ. Còn Covid đang mệt lắm. Đấy, cố gắng bán cho đạt KPI để mà nghỉ mọi người ơi. Đi quay lên bản hôm nào ho gần chết. Nhưng mà bị Covid mệt thật. Như anh Tiến với anh Hùng Linh các kiểu, Linh Philip mà còn sập. Anh Quỷ còn sập mấy ngày đến luôn đã. Đấy, bọn mình đi lên bản có ít chứ dám đứng lên. Vâng, còn 24 suất cuối cùng. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Dòng này là dòng treatment nha mọi người ơi, dòng đặc trị nha. Thành phần chính của nó là có nhóm nhôm aluminium thì nó sẽ hạn chế mùi hôi nách và ra mùi ra hôi nách của mọi người trong vòng 3 ngày 72 tiếng. Trong vòng 3 ngày thì mọi người không cần phải dùng tiếp nha. Một tuần thì mọi người chỉ nên dùng tầm 2 đến 3 lần. Ai mà bị hôi nách nhiều thì dùng 3 lần, ai mà bị ít thì bị nhẹ ấy, thì dùng cho mình 2 lần nha. Chỉ cần mở ra xong lăn một đường lên như này xong lại ok nha. Cái này thì lúc mở ra thì hơi có mùi một chút, nhưng mà lúc lăn xong để hoài tầm 4 đến 5 phút là sẽ hết mùi nha mọi người ơi. Nó từ khô rất là nhanh luôn. Thâm chỉ thâm không ạ. Cái này sẽ không làm cho nách bàn thâm, và cái này cũng không làm cho nách bàn trắng lên. Nó chỉ hạn chế cái sự lão hóa của da nách thôi nha mọi người ơi. Và chứ ai đen thì vẫn cứ là đen, và ai trắng thì vẫn cứ là trắng. Đúng rồi, nó không ảnh hưởng gì hết nha. Nó chỉ trị hôi nách và ra mùi hôi nách của mọi người thôi. Mồ hôi ra nhiều thì nó sẽ giảm bớt mồ hôi ra ấy. Giảm bớt mồ hôi ra, và khi mà mọi người dùng, mọi người mặc áo màu sáng màu như mình này thì nó sẽ không bị vàng, không bị ổ vàng. Đấy, bình thường là các loại lăn nách khác là sẽ bị ổ vàng các kiểu, còn cái này thì không bị nha. Còn bao nhiêu suất nữa nhỉ? Còn bao nhiêu suất nữa nhỉ? Vâng, mọi người hãy nhanh tay nhỏ và bao suất giá niêm yết là 320k và hôm nay chỉ còn 199k. Vâng, mọi người hãy bấm vào nút mua. À quên đi. Mọi người hãy bấm vào nút mua. Mọi người hãy bấm vào nút mua. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Vâng, cảm ơn tất cả những người đang có mặt ở livestream hôm nay. Chúc tất cả mọi người một mùa Noel Giáng sinh thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Và hãy lăn nách thật nhiều để những người thân yêu ở bên mình không phải người thấy những cái mùi hôi nách đấy, từ lúc mà mình đấy. Vâng, còn 19k duy nhất. Còn 19 suất. Quên đi. Còn 19 suất duy nhất. Nhầm, mọi người không cả. Còn 19 suất duy nhất nha. Dòng này sẽ nhập tiếp từ Pháp nha mọi người ơi. Nguyên chai từ Pháp nha. Từ France. Paris, France. Thôi anh không bán hàng đi, ok. Đó, hôm nay tự dưng là nổi mỏi. Còn 19 suất duy nhất. Vâng. Không có voucher nào à?
Có voucher đấy anh, 320k mà hôm nay chỉ còn 199k đấy mọi người. Free ship nha, free ship cho mọi người nha. Ờ, chỉ Hùng như MC đám cưới, MC hỗ trợ. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Vâng, buổi live stream hôm nay rất là thành công, mong là hết được còn 19 suất duy nhất. À, lệ sang đây là anh em mình là bẻ cong hết tất cả mọi người. Ồ, tự nhiên mình ra một phát rồi các anh ốm hết sạch. Và bẻ cong hết. Đấy. Vâng. Đâu, anh là bị cong từ lâu rồi. Anh Hùng chỉ lấy lý do thôi mọi người ạ. Đâu, cong thật mà. Còn 15 suất nữa mọi người. Vâng, 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 còn 15, 15 mà. Cái gì ấy? Còn 15 suất nữa phải giá là 199k, giá niêm yết là 320k nha mọi người ơi. Cái này là dòng treatment. Ai mà bị cái này hàn hàn sử dụng sẽ là đến ngày đến tháng 12 năm 2024 này. Tháng 12 năm 2024 mới hết hàn nha. Cái này gồm trọng lượng là 30ml. Cho nên là mọi người dùng được rất là lâu nha. Một lần dùng thì một tuần thì tầm khoảng 2-3 lần. Mà 30ml này thì phải dùng tầm khoảng 5 đến 6 tháng gì đấy mới hết được nha. Rất là lâu. Đây, mà cầm rất là nhỏ gọn nha. Mọi người có thể đi du lịch hay là đi đâu bỏ vào trong túi sách hay gì, rất là tiện lợi nha mọi người ơi. Còn bao nhiêu suất nữa Đức Anh nhỉ? Cái này lăn rất là ok luôn mọi người. Mình lăn từ hôm kia mà hai hôm này chưa tắm vẫn không nghe mùi gì luôn này. Đấy, vẫn thơm đấy. Vẫn thơm nha, không ngửi thấy mùi gì đâu nha mọi người ơi. Không ngửi thấy mùi gì đâu. Không ngửi thấy mùi gì mà vẫn cứ bịt mũi. Vâng. Ok, còn bao nhiêu suất nhỉ? Nhanh nào, nhanh tay nào để con làm ăn hết chỗ này. Chị ăn nè. Ơi, còn mấy miếng nữa thì ăn hết đi. Đại ngài nữa. Anh Hùng ăn chua kinh lắm. Chanh mà cầm cả quả ăn luôn. Ôi, đưa chị anh mà xoay chứ, lăn nách lên chỉ có lăn chứ không ăn được đúng không? Linh mà ngủ thì phải từ đến tầm tối tối mới dậy nha mọi người ơi. Còn 9 suất nữa mọi người ạ. 9 suất nữa thì sẽ hết nha. 9 suất nữa hết thì bọn mình sẽ xuống like nha mọi người ơi. Vâng, còn 9 suất duy nhất và giá niêm yết là 320k và hôm nay chỉ còn 199k. Vâng, 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 vâng. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Mọi người hãy bấm vào nút mua. Mọi người hãy bấm vào nút mua. Vâng, ok, cảm ơn tất cả những người đang xem livestream ngày hôm nay. Hãy bấm vào mua thật nhiều. Đấy. Để ủng hộ hai anh em bọn mình nhá, hai chị em bọn mình nhá. Để ủng hộ hai chị em bọn mình nhá. Vâng. Đây, cái này thành phần chính là nhóm nhôm aluminium nha mọi người ơi. Lúc lăn lên thì nó sẽ có một lớp màng. Lớp màng để bảo vệ vùng da nách khỏi tác hại ở bên ngoài xâm nhập vào, vi khuẩn các kiểu xâm nhập vào ấy. Cho nên là nó sẽ hạn chế mùi hôi nách và cái sự mồ hôi, tuyến mồ hôi của mọi người ra nha. Trong vòng 72 tiếng là 3 ngày. Sau 3 ngày sau thì mới dùng lại tiếp nha mọi người ơi. Đúng rồi, anh Hùng rất là có kiểu bán hàng đấy. Vâng, còn 9 suất duy nhất, 9 suất cuối cùng. Vâng, mọi người hãy ủng hộ để livestream được kết thúc sớm để con đi tắm, chứ hai hôm này không tắm rồi vẫn người thấy mùi hôi hôi rồi. Em cũng hai hôm rồi. À. Còn 5 suất duy nhất, vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin cảm ơn mọi người tất cả còn mọi người. Còn 5 suất nữa mọi người ơi. Trong buổi livestream ngày hôm nay. Vâng. Đấy. Hôm nay mọi người không đi chơi Noel à? Chơi về rồi em. À chơi về rồi. Giờ này mà chưa về là có nguy cơ là ấy đây này. Vâng, còn 5 suất cuối cùng. Nguy cơ là mai mới về. 5 suất cuối cùng. 5 suất cuối cùng, mọi người nhanh tay để anh em mình xuống like ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn quan viên hội và toàn thể hôn trường rất là nhiều đã có mặt ở buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, xin mời tất cả mọi người ăn nhé. Ôi, chuẩn bị ấy đấy, chuẩn bị kỷ niệm 1 năm ngày cưới của em ấy. À, thế à? Em sẽ mời anh làm MC. À. Anh và anh Đông nhỉ? À, mình và anh Đông sẽ là MC. Ui, vi phạm. Vi phạm cái gì vậy? Chương trình ấn thì được phẩm ạ. Có mà. Đi cấp lên, cấp sản phẩm lên. À, phải cấp sản phẩm gì không? Cấp sản phẩm lên. Bị gì ấy mọi người, mới bị cảnh báo gì đấy. Hình như mình nói về công dụng của cái này xong rồi bị dính đi một số từ không cho phép. Hôn trường ý. Đã hôm sau mà kỷ niệm 1 năm ngày cưới của Nhật Lệ của mình à, anh Đông sẽ là MC. Anh làm gì? Hả? Anh làm gì? MC.
anh vừa là MC vừa là dancer. Vừa là dancer luôn. Vừa là nhạc cống, đánh hết tất cả. Hoặc là nhạc cụ. Ăn xoài bị vi phạm. Ố. Ơi là sao? Không... À chắc là bạn cái này bạn ăn xoài là bị vi phạm thật. À thế. Hả? Thế. Còn bao nhiêu suất nữa được anh ơi? Ôi sao mọi người leo lên để ngồi anh? Lấy lên bờ tường ngồi cả hề. Việc thứ nhất leo lên bờ tường ngồi nữa. Có vâng, còn 2 suất. Còn 2 suất giá 199k nha. Giá niêm yết là 320k. Hôm nay chỉ còn 199k pre-ship nha mọi người ơi. Vâng. Nhanh tay nhấn vào nút. Mua. Nhanh tay nhấn vào nút. Mua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đấy. Rất là nhiều. Rất là nhiều. Hôm nay em học được anh mấy câu rất là hay đấy. Vâng. Thế thì phải trả học phí. Học phí lúc tối cùng trà bớt bớt rồi. Đây là cái tôi hám. Ôi thử nhân đi ra ngồi bờ rào làm chế. Cả là đi nhảy quá sân đá bóng. Nhảy quá sân đá bóng à? Chưa đủ mệt à? Đây phải cầm cái này sản phẩm lên không với bản quyền à? Mọi người. Vâng mọi người đặt xong đừng có hủy đơn nhé. Đây đúng là buổi đừng hủy đơn giúp bọn mình nha. Tập bán hàng đầu tiên của mình. Vâng mong mọi người là ủng hộ rất là nhiều. Vâng một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Mình khi nào nổi tiếng đổi tên. Cảm ơn nha. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Khi nào nổi tiếng đổi tên gì ấy? Hết rồi anh Hùng ơi. Ôi buồn quá. Vâng xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã. Cảm ơn mọi người rất là buổi nhiều. Buổi livestream hôm nay rất là thành công tốt đẹp. Vâng xin cảm ơn con Hiền Hai Họ. Và xin cảm ơn Hôn Trường. Và xin cảm ơn tất cả những bạn thanh niên, nam thanh nữ tú. Và tất cả các quý vô cô, quý mẹ, quý bà đã đến tham gia buổi lễ livestream ngày hôm nay. Vâng xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hẹn gọi gặp mọi người vào buổi livestream ngày mai. Vâng rất hân hạnh chờ đón mọi người. Vâng. Ngày mai lại nick anh đi. Hả? Ngày mai lấy nick anh mà lại. Nick anh lâu chưa có lái đâu. Đam mê rồi mọi người ơi. À, đam mê. À, trang trại anh có ấy không? Có quay có sóng không? Không. Mai cầm wifi để nường cả các kiểu ngồi lại đi vào đấy luôn. Không có. Đấy, không trong, có. Không có sóng. Trong vào đây gọi thương có gọi được đâu. Vâng. Xin cảm một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Ngày hẹn gặp mọi người vào buổi live stream ngày mai. Livestream hay là livestream ấy? Livestream. Mình cứ nói là livestream. Anh Hùng làm streamer. Đâu, bỏ YouTube thì bỏ được nhưng mà trong ngố thì không bỏ được. Đấy, hôm nay chỉ mới học thôi. Nhưng mà hôm nay là súng quá. Học từ cái người mà thôi được anh em mệt lắm rồi, mai đi. Không có sức nữa rồi. Vâng, cảm ơn Sunny rất là nhiều. Đấy, mình khả năng sẽ làm streamer. Lôi ốm lại rồi. Đợt này thôi, thời tiết mệt lắm mọi người. Thời tiết bên này giờ ở ngoài, mọi người trong nhà có ngồi đâu. Ra ngoài sân, ngoài đường này, ngồi treo lên cả đến brow ngồi này. Đấy, nhìn được ngồi này kia mình. Nhìn chị gái đấy. Nhìn chị gái. À, bye rồi, đi ngủ anh không? Không, mọi người thông cảm nhé. Trong team cũng đã có... chuyện không được vui làm nên là hạn chế mọi người. Đấy hẹn mọi người khoảng một tuần sáu gì đây một thời gian hạn chế vui chơi giải trí nhưng mà công việc thì vẫn phải làm đúng không anh? Vâng xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Đâu tắt đâu dịch chắc cái anh đi. Vâng xin cảm ơn một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người là buổi livestream ngày mai để là mọi người thấy yêu mến chị Hùng thì ngày mai hãy vào xem tiếp livestream ngày mai để bán những cái set đồ set Tết các kiểu set đồ giới thiệu set Tết ngày mai sẽ giới thiệu set Tết. Set Tết chỉ ăn mút mút thôi, đưa được có hai hộp rang thôi. Thế thì ngày mai chỉ có mút thôi mọi người ấy. Khi sinh gấu đâu vừa ăn xoài xong mà vừa ăn cái xong thì đang ở tại ăn cho hết luôn đi có sơ ở đâu đâu. Chứ ăn bình thường thì ăn cả cục kia thì chế đã ăn tịt tí một. Mai Linh like nha mọi người. Mai Linh và tất cả mọi người đều vào chung luôn cho vui. Chia tay đi xe xe đấy. Mình cứ cảm giác mình là người nam tính nhất ở trong này ấy mọi người. Từ lúc lệ thang là mà lệ đừng còn nói từ lúc lệ giang mà trước để rồi lấy lý do. Nhân tiện đây mình sẽ bán một ít quả ở quê mình, quả khu mấn. Ai ăn khu mấn không nhỉ? Hoặc là biết khu mấn nhỉ? Quả khu mấn.
Bây giờ là mọi người là chắc là biết về quả cúc mấn nhiều lắm à? Sao mọi người biết rồi. Ngày mai chị Hùng like tiếp nha chị. Ngày mai Tết về mình sẽ mang một ít quả cúc mấn từ mình quê của mình. Đấy, quả đấy là đang bí mật. Đấy. Đức Anh ơi, gỡ dầu hàng này nghỉ ngơi đi nha em. Ok ok. Cảm ơn Đức Anh nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn chị Hùng. Sao lại cảm ơn chị? Chị có gì đâu. Anh có bớt bớt đi không? Khiếp ăn này, ăn này. Đấy, còn mỗi cái mẹt. Yeah, chị Hùng bản hát chị đi. Vâng, cảm ơn Như Phúc rất là nhiều. Hùng biết tỷ trạc trạc rút không? Có tỷ trạc trầy.